Ta thì Vios thì đây, nay em lại lên cho trước này một bộ màn hình ZX S100G đây. Đấy anh em thấy không ạ? Đây. Màn hình nguyên bản của nó thì là màn hình 7 inch nhá. Thì thay cái màn hình này lên thì sẽ là màn hình 9 inch, tích hợp đầy đủ các chức năng cảnh báo absolute này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy. Đây, absolute nó sẽ hiển thị đây, số cân ở đây, nhiệt độ ở đây, và khi mà lúc non nó sẽ đưa ra cảnh báo bằng giọng nói. Đấy, bản đồ dẫn đường bằng Navi theo có cảnh báo tốc độ cho anh em. Đấy, anh em đi di chuyển trên mọi cung đường an tâm, không lo về bắn tốc độ, và anh em chỉ đường cho anh em chi tiết luôn. Đấy. Và tất cả các chức năng này ra lệnh bằng giọng nói. Đấy. Dẫn đường đến sân bay Nội Bài bằng Navi theo. Sau khi ra lệnh thì cái màn hình nó sẽ tự bung cái phần mềm dẫn đường ra. Đấy, anh em sẽ đi theo cái đường màu xanh này và có cảnh báo tốc độ trên màn. Đấy, và một cái gì nữa, anh em sẽ được tặng một bộ camera hành trình gắn tích hợp thẳng vào bộ màn hình Android cho anh em. Đấy, có hệ thống, có ngày giờ trên này, có tốc độ và toàn độ cho anh em. Đấy, cái hình và ghi hình lại toàn bộ quá trình khi anh em di chuyển trên đường. Tất cả lắp đặt zin cho anh em nhé. Đấy, anh em có nhu cầu lắp đặt màn hình Android mà có muốn có tặng cả máy số lốp như này thì hãy đến với Auto 365 Thái Nguyên, Akala Thái Nguyên để bên em hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác.